Đó, ôi quá dữ rồi, ôi quá trời luôn rồi, bay qua xong luôn rồi. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Game Shaper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thỉnh thoảng hàng ngày mình dân câu trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp mà trước bến quán nhậu là ẩm thực bên sân quán. Thì mình chuyên săn bắt những loại cá thiên nhiên tươi sống từ con sông này như là cá ba sa, cá dứa, cá sát. Thì mình sẽ bán trong chủ quán nhậu ẩm thực qua sân quán, sẽ thu mua hết những loại cá này để về chế biến bán món ăn cho du khách gần xa đến quán. Thì mình chuẩn bị vào bờ để mà bắt cá, gần chia sẻ cùng với nhà. Hôm nay vẫn tiếp tục là câu lại cái mồi dế tiếp tục nữa nha. Đó. Mình câu mồi dế ăn liên tục thì mình vẫn tiếp tục mình câu nữa. Đó, nay dế bự bự không à. Mà cũng có dế cánh vô rất là nhiều luôn á. Nhưng những mấy con dế cánh này là mình không có móc nha, mình bỏ hết luôn á. Mình chỉ móc những con dế sữa không à. Thì cái dế sữa nó ăn gì, dế cánh nó không ăn, mình bỏ hết luôn á. Thì mình móc một bữa là khoảng là nửa ký dế luôn á. Thì hôm nay mình câu cá trong những cái ngày mà công trình thi công mới vừa xong á, cái là mới vừa đi rồi á thì nó cũng cá cũng rất là đậm luôn á, thì vài bữa cũng trở lại làm tiếp tục nữa, đó chỉ làm mới một khúc một mà. Thì hôm nay mình săn bắt bữa nay nè cũng được bao nhiêu nè, cá nè, quả nè, ồ anh cá sát à, khứ gà luôn nè, quả ngon ha. Mình câu mồi dế với mồi chuối và cua ha, là cá sát này nó khoái dữ lắm luôn á. Mình vẫn là đi câu trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, mình câu hàng ngày luôn á. Mình có bao nhiêu cá thì mình sẽ đặt mối trong chủ quán nhậu ẩm thực bên sân quán, mình sẽ bán hết luôn. Để mình bắt ra ngoài cho dễ thấy hơn, ở trong đục thì hơi khó thấy á. Đó, ôi quá dữ rồi, ôi quá trời luôn rồi, bay qua sông luôn rồi. Đó, ngon chưa. Mình câu cá này là cá thiên nhiên ở ngoài sông Tiền, sông Cô Lãnh luôn á. Đây là không có con cá nào cá nuôi cho bè hết trơn á. Bởi trong quán nhậu rất là ưa chuộng những loại cá thiên nhiên mình câu hàng ngày á, đặt mua hết luôn để mà bán cho du khách gần xa đến quán. Tại khách đến quán á, thì rất là ưa chuộng những loại cá thiên nhiên tươi sống. Với lại là mình móc mồi dế nữa, với là mồi chuối và cua á, thì cá sẽ ăn sẽ chất lượng sẽ rất là ngon. Mình câu cá có giờ nào thì mình sẽ đem lên bán cho chủ quán. Cá tươi sống rất là ngon không bé. Mình câu đây là hàng ngày rồi, các anh em cần thủ đi đến câu trước quán nhậu á cũng thấy mình đi câu. Nhiều khi các anh em hỏi mình đi câu cần hay câu sao mà không thấy quay clip, tại vì mình đi câu là câu ở ngoài sông lớn, rồi mình câu là câu luồng nha, một luồng mình khoảng gần có 100 lưỡi á, chứ không phải là câu cần đâu. Bởi mình bất tiện khi mà quay, lâu lâu mình muốn quay một lần chia sẻ cùng với nhà. Thì hôm nay mình săn bắt được bao nhiêu cá nè. Đó, cá rất là ngon. Nhiều khi các anh em hỏi mình á, cá sát và cá dứa là món gì ăn ngon, thì mình nói là tùy theo khẩu vị mọi người, tùy theo mình chế biến cái món ăn thì mình phá những cái món đó. Chứ mình thì theo mình thì mình thường xuyên thì mình đến quán khách thì thấy cá sát cá dứa mình á thì đòi làm món kho quẹt, hay là kho lạc chấm xà sống, hay là đem đi làm một cái lẩu cơm mẻ. Là ở tới quán thì người ta khách thì đến quán thì ưa chuộng những loại cá như vậy đó. Còn các cô chú anh chị em bạn bè gần xa thì muốn ăn cái món cá này, làm chế biến cái món ăn nào cho thích hợp cái khẩu vị của mình thì mình chế biến. Chứ mình không biết sao để mà nói ở cái món nào ngon không ngon. Theo tôi mình á thì cá này rất là ngon, là món nào cũng ngon, nhưng mà tùy theo khẩu vị mọi người. Ủa, cá sát là khứ già nè, cá này nè đem đi là kho quẹt chấm rau luộc là ăn là ngon hết sảy luôn á. Cái là cá sát này đem đi làm cái lẩu mắm là ăn là ngon lắm luôn á. Đó. Thành quả của mình săn bắt bữa nay được là ba sa, cá sát sọc với ít cá dứa. Cái này là cá sát nhiều hơn cá dứa.
thì mình chia sẻ cả nhà xong xuôi rồi á, mình sẽ đem toàn bộ số cá này mình sẽ đem bán cho chủ quán nhậu ẩm thực quanh sân quán, sẽ thu mua hết những loại cá có nguồn của mình luôn. Thì cái clip của mình chia sẻ đến đây đã kết thúc. Nếu cả nhà có yêu thích cái kênh mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên thì hãy ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.